tên đi lên tìm. Wow, kẹo mít ba bon. Đầu ra đây. Nào. Wow. Thân ăn còn thay răng nữa kìa. Ai thân ăn dụng răng kìa. Đẹp quá. Chị ăn cái này này. Rồi. Ăn ăn TV. Halloween, Halloween, hello Halloween. Mình rất thích lễ hội hóa trang Halloween. Mình rất là thích lễ hội hóa trang Halloween. Mình đang vẽ quả bí ngô này. Wow. Còn một chút nữa là xong rồi. Ý chị Hà nó làm gì vậy? Chị đang vẽ quả bí ngô đây. Wow, đẹp quá, cho em vẽ với. Anh đang xuống đây vẽ cùng với chị này. Chị rất là thích lễ hội hóa trang Halloween đấy Tân An ạ. Em cũng rất thích ngày lễ hội Halloween. Ừ, thế bây giờ chị hướng dẫn Tân An vẽ quả bí ngô nhá. Vâng ạ. Ừ, đầu tiên vẽ một vòng tròn. Tiếp đến là vẽ hai cái mắt hình tam giác. Hai mắt. Hai mắt này. Rồi, cái mũi tiếp nữa. Đến cái mũi cũng hình tam giác luôn. Rồi, tiếp đến là đến cái miệng này. Miệng zigzag. Đây, zigzag zigzag nha. Rồi, bây giờ chúng mình tô màu nhá. Đây, quả bí ngô thì mình phải tô màu da cam. Đã xong. Xong rồi. Nào, xem của ai đẹp hơn. À, hai chị em mình ai cũng vẽ đẹp nhờ. Hai chị em mình vẽ tranh xong rồi, hay là chúng mình lên mạng tìm đồ để hóa trang Halloween đi. Ok, em đồng ý. Ý tưởng của chị Hằng rất là hay. Chị mà lại. Nhanh lên. Này. Chị thích bộ này này. Em thích bộ này với bộ này nè. Ôi, quả bí ngô. Ôi, bộ này cũng đẹp nữa. Em cũng thích bộ này nhất nè. Ôi. À Tân An ơi, hay là chúng mình đặt mua mấy bộ trang phục này về để mặc đi. Được, nhưng mà làm sao để người ta xếp đến được toàn mấy bộ này tắt tiền lắm, với cả ở nước ngoài thôi. Khó nhá. Khó nhỉ. Ừ nhở. Khó lắm ý. Làm sao bây giờ? Ừ, em có một ý tưởng, chắc chắn chị sẽ hào hứng với ý tưởng này lắm. Bây giờ mình sẽ lấy kẹo Big Bubble, mình có thể hóa trang được đấy. Wow. Điều bất ngờ của em giấu ở trên tầng 2 cơ. Thế á? Vâng ạ. Thế em lấy nhanh lên. Rồi. À hi hi, em giấu kín ghê. Tên đi lên tìm. Wow, kẹo Big Bubble. Chị rất là thích ăn kẹo Big Bubble. Có đây là của chị, còn hố này là của em. Chúng ta cũng sẽ dùng chung nhé. Ừ. Bây giờ chúng mình sẽ mở gói này. Đổ ra. Đổ đây ra nào. Wow. Có tận hai màu này. Đây chính là hương dưa hấu. Và đây chính là hương phúc bồn tử. Đây chính là kẹo Big Bubble tô màu cho lưỡi. Mình ăn xong sẽ lưỡi của mình sẽ giống như hình in trên này. À, chị hiểu rồi Tân An ạ. Thế là mình ăn xong kẹo này thì lưỡi của mình sẽ được nhuộm màu giống như trên hình này à? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn kẹo Big Bubble để nhuộm màu cho lưỡi. Và chúng ta sẽ sử dụng app trên iPad để chụp ảnh hóa trang Halloween nhé. App gì hả Tân An? App Snow hoặc B612. Yeah! Thế bây giờ hai chị em mình ra phòng khách vừa ăn vừa chơi đi. Được rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn chị ăn kẹo Big Bubble nhé. Ừ, đồng ý luôn. Tân An ơi, ngày chị còn bé á, ăn kẹo Big Bubble là một ước mơ của chị đấy. Thế á? Ừ. Không ngờ lớn lên, chị được ăn nhiều kẹo Big Bubble như thế này. Còn nhuộm màu cho lưỡi nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ ăn và nhuộm màu nhé. Ừ. Em sẽ ăn gì này? Đấy, chị sẽ ăn vị dưa hấu. Mình sẽ bóc ra. Màu xanh là cây. Đây, của em đây. Bây giờ chúng mình ăn đi. Đây. Ngon nhỉ. Thơm nữa. Thơm ngon ngon. Đúng là có vị dưa hấu luôn. Em là gì? Đúng là có gì phúc bốn tưởng. Ngon. Chị chịu lè lưỡi ra xem, em xem chị có màu không? À. Nè. Tân An còn thay răng nữa kìa. À hi hi, Tân An dụng răng kìa. Bây giờ em sẽ kiểm tra của chị.
của em nghĩ là của em thôi nha. Hả? Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh trên app nhé. Ừ, thì chúng mình chụp ảnh hóa trang đi. Được. Bây giờ chúng ta sẽ vào app B612. Wow. Ơ, em nè. Này. Chúng mình chụp ảnh đi. Được rồi. Bây giờ mình chọn filter nào đẹp đẹp ấy. Filter. Đây này, quả bí ngô này. 1 2 3. Rồi, đáng yêu nhở. Chúng mình chụp cái khác. Chị ăn cái này này. Rồi. Hay quá. Ui, chú mèo này. Đẹp quá. Đây này. Ui, hình cái mắt. Ơ, chị còn có hai búi tóc ở trên này này. Rồi. Wow, hai cái búi tóc của em đây. Rồi, vào đây nữa. Cái mũ. Đấy. Ui, cái này ông này. Cái này. Rồi. Ơ, em này. Thế chụp lại nhá. Vâng. Đây, chị lấy cái này đi. Wow, wow. Cái gì trên đầu em? Đầu chị cũng có nè. Đây. Chọn cái filter này. Em đâu, filter nào? Filter này. Rồi, nhìn này. Ôi, hai cái răng của em này. Bây giờ chúng mình chụp riêng đi. Em sẽ chắc cái này đẹp này. Wow. Wow, em chụp cho chị trước nha. Tờ chung người à? Chị ra đây, ra đây chụp cho chị. Đây. Được rồi. Đó, chị xem nào. Được. Wow, em có chụp không để chị chụp cho? 1, 2, 3. Rồi. 2, 3. Rồi. Đây. Ơ, em thổi bong bóng à? Sao mà thổi được? Đầu tiên thì là đặt lên. Đẩy ra. Đẩy ra. Chị không làm được. Ơi, em xem mặt cái giúp cô này này. Ừ, đẹp nhở. Ừ. Nào, 2, 3. Đẹp kìa. Đẹp. Chọn filter khác nhá. Đây, filter này này. Đâu? Như này. Đây à? Mình rồi. Ghê cực kỳ luôn. Này, lại nhá. Nào, 2. Chọn filter khác đi. Ơ, con nghệ này. Ơ. Ôi, nhiều chưa? À. Đấy. Đẹp quá. Đây, cái này đi, cái này có cái mũ đẹp này. À. 2, 3, nào. Rồi. Ai chụp cái này lên. Ôi, ôi, Tân Hà Nội. Nhờ. Nhiều cái đẹp thế nhở. 2, 3. Rồi. Chào Phương là đẹp quá. Nhìn đáng yêu đấy nhở. Rồi bây giờ em chụp cho chị. Được rồi. Rồi đẹp quá. Hiu. Lưa vào. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một bức ảnh đẹp nhất để mình in ra để làm kỷ niệm nhá. Được rồi. Bây giờ em chọn ảnh của em đi. Em thích cái ảnh này cơ. À, ảnh này đẹp nhở. Chị cũng thấy ảnh này đẹp đấy. Em chọn ảnh này để em in nè. Ừ. Chị in cho em rồi đấy. Em ra lấy ảnh đi. Ảnh hai chị em mình này. Wow, còn đây là ảnh của chị. Đây là ảnh của em. Các em thấy bức ảnh nào đẹp nhất nào? Còn hai chị em chúng mình nha. À, thấy ảnh nào cũng đẹp. Các bạn thấy ảnh nào đẹp thì comment cho hai chị em nhé. À em ơi, thế chúng mình chọn ảnh dễ thương nhất của hai chị em mình từ nãy giờ chụp. Mình làm hình nền iPad đi. Được cơ. Đây, em chọn ảnh nào? Em chọn ảnh dễ thương nhất này. Em chị thấy ảnh này đẹp này. Em thấy ảnh này đẹp này. Nhá, thế là làm hình nền ảnh này nhá. Vâng ạ. Đây, làm hình nền iPad nào. Dùng làm hình nền. Màn hình chính. Rồi, em nhìn này. Yeah. Thấy chưa? Đẹp nhờ. Đẹp cực kỳ luôn. Các bạn muốn chơi trò chơi hóa trang Halloween thì hãy ăn kẹp Big Ba bôi nhủ màu cho lưới nha. Các em đừng quên kết hợp với app
Snow hoặc là D612 trên iPad hoặc là điện thoại để tạo ra những bức hình thật là hấp dẫn. Ờ chị ơi, cũng đóng mùi rồi, mình phải đi nấu cơm cho bố mẹ rồi. Ừ nhờ. À các em ơi, bây giờ hai chị em phải đi nấu cơm cho bố mẹ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.